công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây sẽ là motor giảm tốc trục ra vuông góc, công suất là 1.5 kW, 2 HP, 2 ngựa. Sau đây sẽ là tem của motor. Điện áp sử dụng sẽ là 1 pha 220V. Motor được lắp với hộp giảm tốc NMRV size 63. Đây sẽ là phần trục ra cốt dương. Đường kính trục ra dương là 25mm. Chốt cà vét sẽ là 8mm. Ngoài ra thì cũng có thể sử dụng trục âm. Đây là trục ra để trục âm. Đường kính trục ra âm 25mm. Bánh cà vét 8mm. Và tí số chuyển có thể lựa chọn từ 1/5 đến 1/100. Ngoài ra bây giờ quý khách nhu cầu lắp phanh cũng có thể lắp phanh rời cho motor nha. Đây, nó sẽ lắp phanh vào phía sau đuôi motor như này. Thì khi lắp xong hoàn chỉnh thì cái chiều dài của motor nó sẽ dài hơn một chút xíu. Sau đây sẽ là hình ảnh của xưởng.